Mở đầu chương trình thì chúng tôi xin được gửi tới bà con một thông tin đáng chú ý. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, trong đó có nêu rõ phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong chăn nuôi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong chăn nuôi đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án.